tham chiến cơ đàn cơ nhi. Tết này tặng ông bà gì? À nói mới nhớ, năm nay ông bà 60 mà chưa biết chúc Tết cái gì, già bố rồi. 60 cái gì? 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy. 65 hết tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời. 75 là tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu người yêu hoa. 85 mà hiện cũng không già, đêm đêm mà vẫn cứ mặn mà yêu thương. Tài như xưa. Thêm 10 năm nữa hay thừa, 110 tuổi nữa thừa gọi là. 100 ngày nghỉ ngơi trong nhà, ngồi sau nải chuối ngắm gà hòa thân. Chúc mừng nhé. À đúng rồi.